Tại Việt Nam, người đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2025 có thể không được rút một lần. Học viện hàng không phải trả lại 56 tỷ đồng cho sinh viên. CPI 7 nhóm hàng tại Sài Gòn còn tăng, tôm thẻ miền Tây tăng giá trở lại. Bão số 2 tiếp tục giảm cấp, Nam Bộ, Tây Nguyên mưa lớn đến cuối tháng 7. Trên thế giới, dự kiến tháng 7 năm 2023 là tháng nóng nhất lịch sử. Chùm Wagner bất ngờ xuất hiện tại nơi có mặt ông Putin. Tình báo Mỹ cáo buộc Bắc Kinh cung cấp công nghệ cho quân đội Nga. Ông Trump bị tố xúi giục nhân viên xóa video an ninh, cản trở điều tra. Tất cả sẽ có trong bản tin chiều nay. Kính chào tất cả quý vị đang theo dõi tin cập nhật của Khỏe Tự Nhiên. Nguyên Ngọc rất vui để được gặp quý vị trong chương trình hôm nay. Vừa rồi thì Nguyên Ngọc có vắng mặt vài ngày và thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy một số thành viên trong nhà Khỏe Tự Nhiên không xuất hiện là vì một số thành viên được đi học thêm để phục vụ quý vị tốt hơn mỗi ngày. Vâng, và quay trở lại với bản tin chiều nay. Tin đầu tiên, người đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2025 có thể không được rút một lần. Vâng thưa quý vị, nội dung này có trong phương án 1 mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nhằm hạn chế người rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, lao động tham gia đóng từ ngày luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực dự kiến ngày 1 tháng 1 năm 2025 không được rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm lương hưu, ra nước ngoài định cư hoặc là mắc một trong những bệnh nguy hiểm. Phương án này được đánh giá là mang tính bền vững, không ảnh hưởng tới 17,5 triệu người đang tham gia. Những năm đầu có thể không giảm được lượng người rút bảo hiểm xã hội một lần, nhưng từ năm 2030 trở đi sẽ có thể giảm một nửa. Thống kê giai đoạn 2016-2022 có gần 4,85 triệu người bỏ đóng bảo hiểm, trong đó có gần 3,55 triệu người chưa quay trở lại, 907.000 lao động rút 2 lượt, hơn 61.000 người rút 3 lượt. Theo kế hoạch, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ trình Quốc hội thảo luận vào tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Một thông tin đáng chú ý trong ngành hàng không thưa quý vị. Theo kết luận thanh tra hồi giữa tháng 7 của Bộ Giao thông Vận tải, trong 2 năm qua, Học viện Hàng không Việt Nam thu học phí cao hơn quy định 56 tỷ đồng. Trong đó, năm học 2021-2022, học viên thu tăng vượt quy định khoảng 10%, tương đương với 5 tỷ đồng. Với năm học 2022-2023, đơn vị này thu 25 triệu đồng học phí, cao gấp từ 2 đến 2,5 lần mức cũ, vượt 51 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị trường hoàn trả cho người học số tiền thu vượt quy định. Theo VnExpress, ông Nguyễn Minh Tùng, trưởng phòng tuyển sinh cho biết, Học viện Hàng không Việt Nam đang thực hiện yêu cầu này. Mỗi sinh viên sẽ được hoàn trả 335 đến 470 ngàn đồng một tín chỉ, nhân với số lượng các em đã học. Với những sinh viên, học viên chưa tốt nghiệp, học phí chênh lệch được trừ vào học kỳ 3 năm học 2022-2023. Trường hợp đang trong học kỳ cuối sẽ được hoàn trả vào đầu tháng 8 năm 2023 theo hình thức chuyển khoản. Được thành lập vào năm 1979, năm nay Học viện Hàng không Việt Nam tuyển 3.000 sinh viên tại 12 ngành học. Học phí dự kiến là 25 triệu đồng một năm tại tất cả các ngành. Tiếp theo là một số thông tin liên quan đến thị trường. CPI 7 nhóm hàng tại Sài Gòn tăng, cao nhất hơn 1%. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 7, Cục Thống kê thành phố cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,15% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng tính CPI, có 3 nhóm giảm là dịch vụ bưu chính viễn thông, giáo dục, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Duy nhất nhóm thuốc và dịch vụ y tế không biến động. 7 nhóm còn lại đều tăng so với tháng 6, trong đó nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng cao nhất là hơn 1%, đứng thứ 2 là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép đứng thứ 3. Trong 7 tháng năm 2023, CPI thành phố tăng hơn 3,50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tăng cao nhất là các nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, nhà ở và vật liệu xây dựng, văn hóa, giáo dục và giải trí. Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại, dịch vụ ở Sài Gòn trong tháng 7 khá nhộn nhịp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong cả tháng ước đạt gần 104.000 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đạt hơn 660.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 7 tháng qua đạt gần 60.700 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng tới 82,6%. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác lại giảm 3,6%, doanh thu trong hoạt động kinh doanh bất động sản giảm gần 7%. Tôm thẻ miền Tây tăng giá trở lại sau nhiều tháng giảm sâu. Một đại lý thu mua tôm ở Sóc Trăng cho biết trong tuần qua, giá tôm thẻ, nhất là tôm cỡ lớn đã bắt đầu tăng nhẹ. Hiện tôm cỡ từ 30 đến 35 con một kg được thu mua với giá là 120.000 đồng, tăng 8.000 đồng. Cỡ 40 con 1 kg tăng 5.000 đồng 1 kg. Các cỡ tôm còn lại thì tăng từ 2.000 đến 4.000 đồng 1 kg. Tuy giá tôm thẻ đã nhích lên, nhưng theo người dân miền Tây thì giá vẫn còn khá thấp so với cùng kỳ năm trước. Theo đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua giá tôm giảm mạnh nên người dân chưa thả nuôi, sợ bị lỗ. Đến nay tỉnh mới thả nuôi được khoảng 38.000 ha, còn 13.000 ha chưa thả giống. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thực phẩm Sao Ta cho hay, giá tôm nguyên liệu có dấu hiệu khởi sắc nhưng do nguồn cung thế giới đang dồi dào nên từ nay đến cuối năm giá có thể tăng nhưng sẽ không được như những năm trước. Bão số 2 tiếp tục giảm cấp, Nam Bộ, Tây Nguyên mưa lớn đến cuối tháng 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay ngày 28 tháng 7, thưa quý vị, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Đến khoảng 19 giờ tối nay, bão ở khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của cơn bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, giật cấp 15, sóng cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Cũng theo cơ quan khí tượng, vào ngày hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ kết thúc nắng nóng. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 60%. Từ ngày mai ngày 29 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần. Dự báo tính đến đêm nay, Tây Bắc sẽ có mưa vừa, phổ biến từ 80 đến 120mm. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, tập trung vào chiều tối và đêm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, bão số 2 hút gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây mưa lớn và dông phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có mưa rất lớn trên 150mm, tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 7, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Vâng, vừa rồi là tin tại Việt Nam và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin thế giới. Vâng, kính thưa quý vị, giai đoạn này, khí hậu trên thế giới đang được chúng ta rất quan tâm và quan tâm hơn bao giờ hết. Nơi thì có nắng nóng kỷ lục, cháy rừng, nơi thì mưa lũ triền miên, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng là không hề nhỏ. Vào ngày 27 tháng 7, Cơ quan Khí tượng Liên Hợp Quốc và châu Âu cho biết, tháng 7 năm 2023 dự kiến là tháng nóng nhất, thậm chí là chưa từng thấy trong hàng ngàn năm qua. Giám đốc Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của châu Âu cho biết nhiệt độ trong tháng này cao tới mức các nhà khoa học cho rằng nó đã phá vỡ các kỷ lục từng được ghi nhận từ những năm 1940. Nhiệt độ trái đất đã tăng khoảng 1,2 độ C so với cuối những năm 1800. Tình trạng ấm lên toàn cầu đã khiến các đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn, cũng như là gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan như bão và lũ lụt. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres nói rằng kỷ nguyên sôi sục toàn cầu đã đến. Những ảnh hưởng của sức nóng trong tháng 7 đã được nhìn thấy trên khắp thế giới, như việc hàng ngàn khách du lịch chạy trốn khỏi đám cháy rừng trên đảo Rhodes của Hy Lạp, hay là nhiều người khác phải hứng chịu cái nắng nóng như thiêu như đốt trên khắp Tây Nam Hoa Kỳ. Cùng lúc với nhiệt độ ở một thị trấn phía Tây Bắc của Trung Quốc tăng cao tới 52,2 độ C, phá kỷ lục quốc gia. Ngay cả một trong những nơi lạnh nhất trên trái đất như là Nam Cực cũng đang cảm thấy nóng lên. Băng biển hiện đang ở mức thấp kỷ lục trong mùa đông ở Nam Bán Cầu, cùng thời điểm mà tại các năm khác băng sẽ sớm đạt đến mức tối đa. Trùm Wagner bất ngờ xuất hiện tại nơi có mặt ông Putin.
Vào ngày 27 tháng 7, thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, dường như đã bất ngờ xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở Saint Petersburg, nơi một loạt các nhà lãnh đạo của lục địa đen đang gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng sự của ông Prigozhin, ông Dmitry City, người đứng đầu trung tâm văn hóa Russia House ở Cộng hòa Trung Phi, CAI, đã đăng trên mạng xã hội một bức ảnh của ông trùm Wagner với đại diện CAI vào ngày 27 tháng 7. Ông City nói rằng bức ảnh được chụp bên lề hội nghị đang diễn ra ở thành phố thủ đô một thời của Nga. Trang tin tức địa phương Fontanka cho biết chi tiết hơn rằng bức ảnh được chụp tại khách sạn Cherin thuộc sở hữu của gia đình ông Prigozhin. Nơi ở của ông trùm Prigozhin đã trở thành một bí ẩn kể từ sau cuộc binh biến thất bại, nhưng có vẻ người từng là đầu bếp của ông Putin vẫn đang di chuyển qua lại giữa Nga và Belarus. Wagner cũng được cho là hoạt động ở Niger, nơi có cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 26 tháng 7 nhằm lật đổ Tổng thống. Trùm Wagner vào tuần trước cho biết tập đoàn an ninh của ông sẽ tập hợp sức mạnh để thực hiện hành trình tới châu Phi. Tình báo Mỹ cáo buộc Bắc Kinh cung cấp công nghệ cho quân đội Nga. Theo báo cáo vào ngày 27 tháng 7 của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Trung Quốc đang giúp Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đồng thời cung cấp cho Moscow công nghệ lưỡng dụng, dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự để sử dụng ở Ukraine. Báo cáo cho biết, theo hồ sơ hải quan, các công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc vận chuyển các thiết bị định vị, công nghệ gây nhiễu và các bộ phận máy bay chiến đấu cho các công ty quốc phòng thuộc sở hữu chính phủ Nga. Bắc Kinh đã trở thành một đối tác thậm chí còn quan trọng hơn của Nga sau khi Moscow tiến hành cuộc chiến ở Ukraine vào năm ngoái. Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu năng lượng của Nga, bao gồm cả dầu và khí đốt, đồng thời tăng tỷ trọng thương mại song phương thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Vào đầu tháng này, ông Emmanuel Bon, cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Pháp cho biết, Bắc Kinh đang cung cấp các mặt hàng có thể được sử dụng làm thiết bị quân sự cho Nga dù không ở quy mô lớn. Các quan chức Washington trước đây đã lo ngại về việc Bắc Kinh chuyển thiết bị lưỡng dụng sang Nga, nhưng họ nói rằng chưa thấy bằng chứng về việc chuyển giao vũ khí sát thương để sử dụng trên chiến trường. Còn Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận việc gửi thiết bị quân sự cho Moscow. Ông Trump bị tố xúi giục nhân viên xóa video an ninh, cản trở điều tra. Theo Reuters, liên quan đến cáo buộc xử lý không đúng quy định và che giấu các tài liệu mật của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các công tố viên liên bang Mỹ mới đây đã cáo buộc thêm một cá nhân khác. Ông Carlos de Oliveira, một nhân viên bảo trì tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, vào ngày 27 tháng 7 đã bị buộc tội âm mưu cản trở công lý, lừa dối các nhà điều tra và tiêu hủy tài liệu. Đây là nhân viên thứ hai của ông Trump phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên bang cùng với cựu Tổng thống. Ông Wasnauter, một nhân viên khác của ông Trump, cũng từng bị truy tố hồi tháng 6. Bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn được cập nhật vào ngày 27 tháng 7 cũng đã đưa ra những tội danh mới đối với cả ông Trump và ông Nauter, tuyên bố rằng họ và ông Oliveira đã cố gắng che giấu bằng chứng bằng cách xóa đoạn video giám sát tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Về phần mình, ban vận động tranh cử của ông Trump đã đưa ra một tuyên bố, trong đó có đoạn: "Đây không khác gì nỗ lực tuyệt vọng và thất bại liên tục của gia đình Biden và Bộ Tư pháp Mỹ nhằm quấy rối cựu Tổng thống Trump và những người xung quanh ông." Trước đó, ông Trump đã không nhận tội đối với 37 cáo buộc hình sự, bao gồm 31 tội danh cố ý lưu giữ thông tin an ninh quốc gia mật theo đạo luật gián điệp, 5 tội danh che giấu bí mật và 2 tội danh khai man. Vào đầu tháng này, thì ông Nauter cũng đã không nhận tội khi phải đối mặt với 6 tội danh âm mưu cản trở công lý, khai báo sai sự thật, giữ lại và che giấu tài liệu tại tòa án Miami. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một bữa trưa vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.